Chào mừng quý cô chú, quý anh chị và quý khách hàng thân yêu của showroom Sài Gòn Car đã trở lại với những video ngày hôm nay. Và em là Như Quỳnh ạ. Showroom Sài Gòn Car chúng em là một đơn vị chuyên kinh doanh các dòng xe đã qua sử dụng và có cam kết bảo hành bằng văn bản trong thời hạn là 1 năm nhé. Trong video ngày hôm nay thì em Quỳnh sẽ làm một cái video tổng hợp báo giá đầu tháng 7, cũng là một ngày cuối tuần luôn. Hiện tại thì ngoài trời đang mưa nên là em sẽ quay chủ yếu ở trong nhà nhá. Hiện tại nhà đang có sẵn bao nhiêu xe thì em sẽ quay luôn. Khoảng trên 20 đầu xe, tài chính loanh quanh từ 300 triệu cho đến trên dưới 1 tỷ. Và tại showroom Sài Gòn Car số 613, quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước thì có thu mua, trao đổi ô tô cũ đã qua sử dụng. Lên bác nào mà có nhu cầu muốn đổi xe thì có thể đến trực tiếp tại Sài Gòn Car để trao đổi nhá. Chiếc xe đầu tiên mà em muốn giới thiệu đến với mọi người đó chính là chiếc Xpander số tự động năm 2021, màu nâu biển tỉnh. Chiếc xe này thì là dòng MPV 5+2. Và có lẽ là chưa bao giờ mà Xpander lại rẻ như vậy đúng không ạ? Thời điểm cùng kỳ năm ngoái thì em phải bán Xpander số tự động năm 2019 với mức giá là 570 triệu. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì các bác chỉ cần bỏ ra hơn 500 triệu một chút là các bác đã có thể sở hữu một mẫu Xpander 2021 rồi. Đây như chiếc này này, Xpander số tự động năm 2021 màu nâu biển tỉnh, xe lăn bánh 19.000 km. Trước này thì nước sơn màu nâu, rất là ghế da màu đen, là bản AT đủ nhá. Có động cơ là 1.5 và là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản với mức giá đang chào bán tại showroom Sài Gòn Car là 560 triệu chiếc này nhá. Đây. Có hỗ trợ trả góp ngân hàng nên các bác cứ yên tâm mà linh động ở phần tài chính của mình nhá. Tiếp theo là chiếc Kia K3. Chiếc này là một cái chiếc xe gần như là thay đổi hoàn toàn thế hệ của K3 ở thời kỳ tiền nhiệm phải không ạ? Hiện tại thì em Quỳnh đang có sẵn một chiếc Kia K3 phiên bản Premium. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2022. Nước sơn màu trắng, nội thất là ghế da màu đỏ đen, xe mang biển tỉnh Kiên Giang nhé. Chiếc này thì đã lăn bánh là 11.000 km. Con này thì thiết kế mới, logo mới và có một cái bảng màu mới. Các bác có thể nhìn qua cái thiết kế giải đèn hậu đằng sau không khác gì những chiếc xe sang phải không ạ? Với giá trị của chiếc K3 ở thời điểm hiện tại là 600 triệu nhé. 600 triệu sở hữu ngay Kia K3 phiên bản Tourer năm 2022 đấy ạ. Ở ngoài trời đang mưa nên em không thể quay được phần đầu. Anh chị em nào mà có nhu cầu chi tiết về một chiếc xe thì có thể liên hệ cho em để Quỳnh gửi những cái hình ảnh chi tiết nhất nha. Trong những cái video tổng hợp như này thì em sẽ quay sơ qua khoảng trên 1 phút của một xe và nói những thông tin cơ bản nhất ạ. Tiếp theo là một chiếc xe phân khúc hạng A khá là nhỏ gọn đây. Chiếc này thì chị em cũng đi được mà anh em cũng đi được nhá, bởi vì là Kia Morning phiên bản Luxury số tự động năm 2019, màu xanh này, biển thành phố, xe đã lăn bánh là 28.000 km. Chiếc này thì là phiên bản Luxury cao cấp nhất của dòng Kia Morning ở thời kỳ năm 2019, nên trang bị nội thất là ghế da hai màu và rất nhiều option được theo xe. Với giá trị ở thời điểm hiện tại là 330 triệu nhé, 330 triệu để sở hữu ngay Kia Morning Luxury ạ. Có lẽ là trong cái thời kỳ này thì rất nhiều khách hàng của em đang chờ một cái lượt giá mới của trong thị trường ô tô cũ phải không ạ? Và bên em cũng đã cố gắng điều chỉnh một cái mức giá phù hợp rồi. Nên anh chị đừng lo nhé, những cái giá mà em đưa ra là giá mong muốn của cửa hàng. Anh chị em có thể đến trực tiếp để trao đổi, đàm phán, thương lượng một cái giá thuận mua vừa bán nhá. Tiếp theo nào, tiếp theo là một chiếc SUV cỡ lớn đây. Thật sự là bây giờ mà các bác chỉ cần bỏ ra hơn 400 triệu thôi là đã sở hữu một chiếc Fortuner máy xăng một cầu rồi. Fortuner thì quá nổi tiếng trong phân khúc rồi, là một chiếc xe rất là hầm hố và đến từ thương hiệu Toyota phải không ạ? Có các đối thủ nặng ký trực tiếp cạnh tranh như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport phải không ạ, hay là Trailblazer. Nhưng đối với cả một chiếc xe đến từ nhà Toyota như này, và máy trước Fortuner thì có rất nhiều phiên bản. Như hiện tại thì em Quỳnh đang sở hữu chiếc máy xăng bản một cầu số tự động nhá. Nên bác nào mà không thích cái mùi hôi của máy dầu thì cũng có thể lựa chọn sang máy xăng này. Các bác có thể nhìn qua là con này 2014 đăng ký lại rồi, nhưng mà gốc của nó là biển thành phố Hồ Chí Minh nhá, nên các bác có thể khi mà sang tên thì không hề mất 20 triệu tiền biển. Fortuner máy xăng 2014 một cầu số tự động đang được chào bán với mức giá là 465 triệu để các bạn đây. Tiếp theo là một chiếc Mazda 3 phiên bản Luxury 2022 màu đỏ pha lê. Có tất là ghế da màu đen, xe mang biển kiểm soát là tỉnh Đồng Nai nhé. Con này thì các bác có thể nhìn qua là cái màu đỏ pha lê thì chỉ trên Mazda 3 mới có thôi. Còn nếu như bác nào mà muốn sở hữu màu đỏ pha lê thì trên các dòng khác không có đâu. Chiếc Mazda 3 phiên bản Luxury 2022 nhà em Quỳnh thì đã lăn bánh là hơn 2 vạn nhé. Tương đương với cả 20 ngàn. Lốp là nguyên dàn theo xe, sơn zin còn khá là nhiều. Là phiên bản Luxury là bản giữa nên có một số option, ví dụ như ghế điện này,
phanh tay điện tử, nội thất là lấy da cao cấp và một chiếc màn nhá. À, không có cửa sổ lock đâu, phiên bản Pre mới có cơ. Trước này thì đang chào bán với giá là 600 tại Sài Gòn Car. Đây 600 triệu trước này. À, hiện tại thì em cũng có một sẵn một chiếc Mazda, là con này thì chưa dọn mọi người ạ, về mới chiều sáng ngày hôm qua. Mazda 3 Hatchback 2016 biển thành phố Hồ Chí Minh, một chủ từ đầu màu trắng này. Con này chờ bán loanh quanh là 400 nhá. Con này chưa dọn nên là thôi không giới thiệu qua cho các bác thôi. Có lẽ là hẹn video ngày mai ngày kia thì em sẽ quay kỹ hơn con này nhá. 400 triệu đây, cửa tiền 400 triệu, có xe số tự động để đi. Chắc là bán 399 thôi cho nó đẹp. Thôi con này không giấu gì mọi người, bong cọc lần hai nhá. Không hiểu lý do vì sao xe rất đẹp. Một khách hàng ở Bình Thuận cũng cọc online và chú không thể vào, nhưng một khách hàng đến đây thì cọc, cũng không hiểu lý do vì sao bỏ cọc rồi. Thế nhưng mà thôi, không, xe thì đẹp, không bán người này bán người khác nhá. Các bác yên tâm là khi đến với Sài Gòn Car, các bác có thể check phép đổi trả trong vòng 15 đến 20 ngày tùy địa phương mà em Quỳnh cho phép nhá. Ví dụ các bác ở xa thì em sẽ cho vào trong vòng 20 ngày. Các tỉnh lân cận thành phố Hồ Chí Minh thì em cho 15 ngày, các bác về check thoải mái, thầy thợ thuyền gì cả. Nếu mà xe bảo đâm đụng mang lên em tặng xe và kèm thêm chi phí đi lại cho mọi người nhá. Em Quỳnh tiếp tục mở bán chiếc Xpander số sàn năm 2020, màu trắng biển tỉnh Long An, mua mới một chủ từ đầu, chạy chuẩn là 48.000 km nhá. Nội thất là ghế nỉ đây. Con này thì đang được chào bán với mức giá là 465, trong video ngày hôm nay hạ giá các bác còn 460 nhá. 460 Xpander số sàn năm 2020, chạy 4.8, màu trắng. Rất là đẹp. Trong những cái thành viên mà gọi là chiến lược của nhà Toyota đi ạ. Em Quỳnh đang có sẵn một chiếc Toyota Avis phiên bản 1.8G 2018. Chiếc này thì trang bị lớp sơn là màu đen, nội thất là ghế da màu ghi với động cơ ghế da màu be với động cơ là 1.8 nhá. Xe được sản xuất năm 2018 và đăng ký lần đầu cũng 2018, mua mới một chủ từ đầu, chạy chuẩn là 40.000 km. Các bác thấy số km đã ít chưa ạ? Các bác cứ check test mọi nơi nhé, xem số km có chuẩn không. Đấy. Chiếc này thì tên công ty xuất hóa đơn, nên bác nào mà muốn có đầu vào, hóa đơn đầu vào công ty thì có thể lựa chọn chiếc này này. Với mức giá đang chào bán tại Sài Gòn Car là 560 triệu để sở hữu ngay trước Toyota Avis này nhé. Và Toyota Avis thì quá nổi tiếng với về vấn đề thương hiệu và cái độ bền bỉ đúng không ạ? Đây, quá là tiết kiệm rồi, không phải giới thiệu nhiều chiếc này đâu, 560 triệu con hàng này nhá. Tiếp theo em có một chiếc SUV cỡ lớn đây. Nhắc đến Sorento thì mọi người thường ở thời điểm hiện tại thì mọi người sẽ nghĩ đến rằng những cái chiếc xe trẻ trung này, hầm hố rồi hiện đại công nghệ. Đúng là như vậy, nhưng mà các bác mà muốn lựa chọn một mẫu form dáng classic này, công nghệ cũng rất là đầy đủ, cửa sổ ra ảnh panorama này, nội thất ghế da cao cấp, phanh tay điện tử bản full option, bản phiên bản cao cấp đây. Hiện tại thì cửa hàng Sài Gòn Car đang sẵn một chiếc Kia Sorento máy xăng bản full. Xe được sản xuất và đăng ký năm 2016, lăn bánh là 66.000 km, mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, các bác có thể yên tâm khi mà lựa chọn những cái xe mà đảm bảo cái nguồn gốc và năm sản xuất rõ ràng, phải không ạ? Như vậy thì bên em Quỳnh cũng rất là dễ trong cái việc là kiểm tra xuất xứ, chất lượng xe và cũng tự tin đảm bảo bán cho người tiêu dùng luôn. Và với trình độ kỹ thuật chuyên môn có hơn 15 trong nghề của sếp cũng như là đội ngũ kỹ thuật thì bên em đều tự tin để bán ra những sản phẩm cam kết cho mọi người. Và hiện tại thì em đang chào bán chiếc Kia Sorento bản full máy xăng với giá trị là 568 triệu nhá. Đây, một chiếc SUV cỡ lớn, số ghế lên tới 7 chỗ ngồi, rất là đẹp. Đây, form mới đây nhưng mà form cũ đây. Trong xe thì nội thất từ đầu năm 2016 đến bây giờ mà rất là bền đẹp, không hề có độ nhăn nhúm nhá. Nói nhiều mất lọc luôn. Bác nào mà thích gửi video chi tiết Galo cho em để em gửi nhá. Trong này thì có một chiếc chai và laser đây. Chiếc này thì làm cũng khá là lâu rồi, nên là bác nào mà đang thích và đang tìm kiếm chiếc chai và laser thì hãy ở lại đây với em Quỳnh một chút để em Quỳnh có thể giới thiệu qua chiếc chai và laser nhà em Quỳnh nhá. Có lẽ là những cái chiếc xe đến từ thương hiệu của Mỹ và nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thì chúng ta không thể không nhắc tới Chevrolet, phải không ạ? Chevrolet là một cái thương hiệu rất nổi tiếng trên toàn cầu nói chung và trên đất nước Việt Nam nói riêng. Đến thời điểm hiện tại thì hãng Chevrolet không còn đại lý chính hãng ở Việt Nam, nhưng các bác có thể bảo hành, bảo dưỡng và mua phụ kiện phụ tùng ở các đại lý tư nhân nhé. Đây là chiếc Chevrolet Trailblazer phiên bản 2 cầu máy dầu số tự động nhé, phiên bản cao cấp nhất của dòng này. Chiếc xe nhà em Quỳnh thì được sử dụng lớp sơn màu bạc, nội thất là ghế da màu đen.
xe mang biển tỉnh nhá, mua mới một chủ từ đầu chạy có 58.000 km thôi. Trước này thì đang được chào bán với mức giá là 660 triệu này còn ra. Một chiếc SUV cỡ lớn mà chỉ có tầm hơn 6 đồng thôi, đời khá là cao nhá. Có các đối thủ rất là mạnh như Fortuner, Ford Everest, Isuzu MU-X cạnh tranh đây. Các bác cứ kiểm tra thoải mái nhá, 660 triệu chiếc này. Tiếp theo là Honda City Top 2019. Top là phiên bản cao cấp nhất của dòng City và tương đương với cả bản RS ở thời điểm hiện tại nhé. Hiện tại thì em Quỳnh đang có sẵn một chiếc Honda City Top 2017 đây. Xe trang bị lớp sơn màu nâu hồng, rất là ghế da màu đen. Xe đăng ký biển kiểm soát là tỉnh Đồng Nai, lăn bánh là 77.000 km, mua mới một chủ từ đầu nhá. Kiểm tra km thoải mái xem là đâm vai tour thì không, cứ đến với Sài Gòn Car để bắt đèn nhá. Chiếc này thì là một cái chiếc xe rất là lành tính này, trang bị động cơ là 1.5 số tự động, cạnh tranh trực tiếp với cả Vios đây. Đấy, đây là hai chiếc xe thì cũng có rất nhiều ưu điểm và nhược điểm mà để mang ra bàn cân phải không ạ? Và với mức giá chiếc xe Top ở thời điểm hiện tại là 399 triệu nhá. 399 triệu để sở hữu ngay mẫu xe này. Tiếp theo là Kia Soluto đây. Trước này là Kia Soluto số tự động năm 2021 màu đen biển thành phố Hồ Chí Minh. Với nội thất là ghế da màu ghi, xe đã lăn bánh là 5 vạn nhá. Đây, con này 2021 đến này là cũng sang năm thứ 3 rồi. Đây là 5 vạn là chuyện bình thường. Trước này thì là một chiếc xe phân khúc hạng A cộng rất là nhỏ gọn đây, nhưng mà có cái chiều dài tương đối với cả phân khúc hạng B và diện tích cũng khá là rộng nhá. Với mức giá đang chào bán tại Sài Gòn Car là 390 triệu để sở hữu ngay Kia Soluto 1.4 AT 2021 nhá. Nhà đang còn đây, còn hiện tại thì sẵn 3 chiếc Xpander với 3 màu sắc khác nhau và 3 phiên bản khác nhau. Không nói thì mọi người cũng biết rằng đây là chiếc phiên bản Xpander nào phải không ạ? Xpander Cross. Vì có chỉ có trên Xpander Cross mới được trang bị cái màu cam đất này thôi. Nếu các bác thích màu cam thì hãy lựa chọn Xpander Cross nhà em Quỳnh nhá. Chiếc Xpander Cross nhà em Quỳnh thì được sản xuất và đăng ký năm 2020. Xe đăng ký biển tỉnh Bình Định nhá. Con này thì đã lăn bánh là 41.000 km với động cơ là 1.5 MPV 5+2, số ghế tân tới 7 chỗ ngồi nhá. Chiếc này thì là cái phiên bản cao cấp nhất của dòng Xpander, trang bị form dáng khác này, mâm khác này, và đang được chào bán với mức giá là 575 triệu thì còn cả đây, giá rất là rẻ, giá chỉ bằng cái Xpander bản thường năm 2021 thôi. Đây. Và chiếc xe cuối cùng trong video ngày hôm nay là một chiếc Kia Soluto. Nhưng chiếc này thì bằng giá với chiếc đen, được cái là phiên bản số sàn thôi. Nên bác nào mà lái được B2 thì ở lại đây với em Quỳnh để ngắm qua chiếc Kia Soluto này nhé. Hiện tại thì em Quỳnh đang sẵn một chiếc Kia Soluto số sàn năm 2022, màu xanh biển tỉnh Đồng Nai, xe lăn bánh là 23.000 km. Con này là phiên bản số sàn, lên form mới, màu mới và logo mới, đang được chào bán với mức giá là 390 triệu nhưng ngang giá với con đen kia. Nên các bác nhanh tay lựa chọn chiếc này. Đời cao thì các bác có thể là đăng ký kinh doanh dịch vụ ổn này, vay ngân hàng dễ dàng và cái chi phí vận hành xe cũng khá là rẻ nhá. 390 triệu cho chiếc xe này. Hôm nay nhà trống xe quá. Hiện tại thì Sài Gòn Car đang vẫn cố gắng tiếp tục có cái nguồn cung mà với mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại để cho các bác cùng tiếp cận được nhiều khách hàng hơn, đúng không ạ? Và mọi người đừng quên là tại Sài Gòn Car ngày mùng 1 âm lịch và rằm hàng tháng, bên em sẽ phát 100 suất ăn từ thiện tại có mặt tại cửa hàng nhé, và phát hai bên đường số 613 quốc lộ 13 và đối diện nhà em là số 630 nhé. Nên là bác nào mà có nhu cầu hoặc là có người quen giới thiệu thì hãy qua Sài Gòn Car để hưởng ứng cái phong trào mà một nắm khi đói bằng một gói khi lo của showroom em nhé. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì quý anh chị, quý cô chú và các khách hàng thân yêu của showroom Sài Gòn Car, đừng quên bỏ ra một ít phút đăng ký kênh showroom Sài Gòn Car, like và follow em Quỳnh để em Quỳnh có nhiều động lực ra nhiều video hay hơn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.